ông sư giải đáp giúp con ý nghĩa trích đoạn trong bài kinh số 70 trung bộ 2. Kinh kita Ghi lý cho đến một bậc đạo sư sống quá trọng vọng tài vật là vì thừa tự tài vật và sống liên hệ với tài vật. Thời sự mua may bắn đắt này không xảy ra. Chúng tôi sẽ làm việc này như vậy và chúng tôi sẽ không làm việc này như vậy nữa là Như Lai like này các tỷ-kheo là bị sống hoàn toàn không liên hệ với các tài vật à, cái đoạn này sư xem trong uh, chú giải đó thì nó như thế này tức là ngay cả các cái vị đạo sư mà tôn um, gọi là uh, uh, tôn trọng uh, quá coi trọng vật chất à uh. Thì các vị đó cũng không làm cái chuyện là làm ăn mua bán. Ví dụ như uh, cái vật này trị giá bằng một con bò, ví dụ như vậy. Hoặc là cái con bò này trị giá 12 đồng, hoặc là con bò này nó chỉ có 10 đồng thôi. Cái kiểu như vậy đó, tức là không ngay cả những cái vị mà đạo sư là coi trọng vật chất ấy, thì các vị đó giỏi lắm là cũng chỉ nhận đồ bá tánh cúng giường bố thí cho rồi coi trọng nó thôi chứ không vì như vậy mà đi mở tiệm làm ăn mua bán nói như vậy có vẻ đụng chạm ha ờ, nhưng mà giờ kinh nói như vậy biết sao giờ đấy ờ... cái trường cả cái cả cái bài kinh này đó là do đâu? do ban đầu của Đức Phật có đề cập đến cái chuyện là cái giới là không có ăn 6 giờ đó, tức là quá ngọ rồi là không có ăn nữa và hãy là người thừa tự pháp chứ đừng thừa tự tài vật của như lai đấy. Cho nên là ở trên thì nói đến cái chuyện là không có ăn cái giờ, cái ở dưới là đưa ra một cái trường hợp nữa là không có làm ăn mua bán đấy thì nó chỉ là như vậy thôi nó chỉ là một cái ví dụ thôi cho nên là đừng có nghĩ nó nó cao xa quá ừ. cái vấn đề là ở những cái pháp tiếp theo mà có đề cập ở trong kinh ấy